Mọi người ở đâu ở yên đó nha. Bây giờ khu cách ly là họ không có chỗ để mà cách ly nữa. Hai xe của nhà anh Không Đồng Nhất Tâm của mình bây giờ đã chật luôn rồi mọi người. Đây là những người không được xuống cách ly. Và trên xe mình hai xe mười mấy người nữa. Đêm nay biết chở mọi người đi về đâu đây.